Chuyên Lý Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của Thượng sĩ Lục quân An Vũ và Trung sĩ Lục quân Harry Hiếu Lê. Mặc dù đã giải ngũ rồi nhưng mà cũng vẫn còn vướng bận, cũng còn nặng nợ với lại các anh chị em trong quân ngũ, cho nên vẫn phải tiếp tục làm việc với các anh chị em để mà đem những cái thông tin cập nhật đến cho chúng ta. Ngày hôm nay thì với sự góp mặt của An Vũ để mà cho chúng ta biết là trong quân đội theo từng ngành khác nhau có thể có những cái chương trình, chắc chắn là có những cái chương trình có thể giúp cho con em của chúng ta, nhất là những người mới định cư tại Hoa Kỳ hiện tại chưa biết phải làm gì cả, thì đây là một cơ hội để mà chúng ta có thể tham gia vào quân đội. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị nghĩ rằng thì là đi quân đội mà cứ sợ phải đi ra ngoài chiến trường để mà mất mạng ngoài chiến trường thì kiểu điều đó Julie thấy rất là không đúng đó, tại vì số trời đặt cho mình thì cho dù mình ở đâu thì tới số tới số thì mình phải trả lời với trời mà thôi, đúng không? Giống như cá nhân em á, em ở trong trọng 8 năm, em chỉ đi có 2 lần đi bên Germany chứ cũng đi chưa ra chiến trường bao giờ, mà Germany em làm ở trong, em thì bên quân y cho nên em làm trong bệnh viện thôi. Đó, vậy thôi. Đó thực là sự 8 năm trời. Vừa rồi trong lúc mà phần quảng cáo thưa quý vị, Julie cũng có nghe An cho biết rằng thì là nếu những quý vị nào có những con em mà có chí hướng muốn học về ngành y khoa thì đây cũng là một cơ hội để tại sao chị phải nói? An nói đi chứ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thưa chị anh Harry, thì giống như là mình, nếu mà con em mình muốn đi học cao hơn mà mình không có khả năng hay là một gì cái lý do nào đó, thì con em mình có thể apply cho như là medical job giống như anh Harry hồi xưa, hay là mình có thể học dịch lawyer, hay là thì nó có 150 khác job khác nhau. Bây giờ cái ngành mà hot nhất là cyber warfare. So cyber warfare. Internet IT. Security. Là có những em mà giỏi về technical, về computer đó phải không? Về computer. IT đó. Mình phải thi vô, mình khám sức khỏe đầu, mình ký cái ngành nghề đó. Thì cái job đó là rất là đang hot bây giờ. Đang thực dụng nhất bây giờ. Để mà những cái công việc đó chắc chắn là đâu có phải đi ra ngoài chiến trường hả? Không, thì chị làm trên computer. Chị detect mấy cái virus, mấy cái incoming from foreign national này đó thôi. Mà có cái này nữa là An cũng nên nói về hồi xưa đó, giống như hồi xưa em đi học á là em học trong lính. Thì những cái bằng của mình học trong lính á, mình ra ngoài mình phải thi lại hết. Còn bây giờ Bây giờ bây giờ nó mới ra lại một tuần vừa rồi. Mấy mình ở trong lính mình có cơ hội mình lấy cái kêu là two session assistant, mình học mình lấy mấy certification đó. Mấy cái college ở ngoài nó accredited. So sau này mình ra ngoài mình không cần phải thi lại, không cần phải làm gì hết, là tự động mình automatically mình làm cho civilian job luôn. Mình qualify nó luôn. Nó qualify là bằng BS hoặc là master hoặc là kể equivalent cả với những người ở ngoài luôn. Thì những người mà muốn học về luật sư như anh nói hoặc là bác sĩ thì thế nào, thì mình cũng được quân đội trả tiền học cho mình suốt cái thời gian mình đi học y khoa. So mình ít nhất mình phải có 60 credit, 150 job trong lính job nào cũng được, and then mình có 60 cái credit đó, cái require đó, tức là như basic English, biology hay là toán. Mình lấy recommendation của mấy cái người mà thầy cô giáo hay bác sĩ ở trong làm cho bệnh viện cho mình làm. Đây mình apply cho cái chương trình nó kêu là APA, tức là Army Physician Assistant đó, tức là họ gửi cho mình đi học cái trường medical school. Mình hoành lại mình chỉ làm cho Army 6 năm thôi nhưng mà không có tốn gì hết. Tại vì hai em biết rõ rồi mà, cái tiền học y khoa, tiền vào trường medical school rất là đắt. Cái tiền học mình không nói, mà cứ bây giờ mình muốn vô cái trường y khoa rất là khó, rất là khó. Là agent của mình là quá nhiều nữa. Mà bây giờ em biết là cái top rate của mấy cái trường medical giờ là phải top 3% thì mình mới có thể apply có vô cái nổi cơ hội để mà apply thôi chứ đừng có nói. Thì những giờ mấy em bây giờ mà học UCLA ra trường 4.2, 4.5 mà không đi apply medical school cũng không nhầm nhòi hết. Còn trong cái đó giờ mình có 60 credit, mình có letter of recommendation của một bác sĩ hoặc là professor của mình qua chương trình lính, mình apply vô tự động mình get accept, mình vô
mình vô mình học ngành. Nhưng mà những cái trường đó cũng là cũng sẽ được accredit giống yes, như trường những trường của yeah. Yale hoặc là it actually nó tốt hơn nữa, tại vì mấy cái trường của lính á dạy là toàn là high technology out there hơn là mấy cái trường ở ngoài dạy nữa. Tại sao? Nó tại vì trong lính á, trong government á, lúc nào nó cũng là the best of the best technology chứ lại education của nó là the best hết. Nó phải update hết mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng nha. Cho nên mình học những cái technology mới, mình học những cái technique mới đầy đủ hết. Chị có thể hỏi là An đã học theo cái ngành, đã theo cái ngành nào trong quân đội? So bây giờ em ở trong lính được 9 năm rưỡi. So em đang lấy cái tuition assistant 4 ngày rưỡi một năm để em đi học. So tụi Army nó trả tiền cho cái trường đại học đó. And then em also em được tiền financial aid back của cái trường học đó nữa. Wow. Thì em có vợ, có con. So em được trả tiền nhà ở đây. So không bao giờ nghĩ là mình có thể có vợ, có con lúc có vợ 21 tuổi, 25 tuổi trong lính đó là staff son. Có cơ hội để mua nhà. Có mua nhà, có con. And then em không bao giờ nghĩ là em có thể thành công giống như giờ phút mình ngồi đây nói chuyện với chị. Nếu mà em không ở trong lính. Có nghĩa là họ sẽ giúp cho mình để mình đi mua nhà. Và đồng thời lo vấn đề bảo hiểm, y tế, sức khỏe cho con, vợ con của mình. Đúng không? Và sau khi mà mình ra trường, mình đi làm, mình trở lại làm cho quân đội chỉ bao nhiêu năm? 6 năm. Đúng không? Nếu mà bên quân y là 6 năm. Quân y là 6 năm. Còn những ngành khác thì nếu mà học bác sĩ. Học ra bác sĩ thì 6 năm. Còn mấy ngành kia thì mình học bao lâu thì mình làm cho họ mấy lâu. Thí dụ như chị học về computer 4 năm thì chỉ chừng trở lại làm 4 năm mà thôi. Đó là như vậy. Chị học bao nhiêu năm thì làm những người nào học giỏi 2 năm rồi làm có 2 năm không, rồi ra cái chương trình đó là bao lâu chứ không phải là mình học giỏi giống như là mình ký contract bao nhiêu lâu thì mình làm cho họ bao nhiêu lâu trong mấy cái năm đó. Như em lấy cái thằng tuition assistant để em học. And then nếu mà lúc mình ra lính đó, nó có cái GI Bill là họ có cái chương trình kêu là GI Bill. Cái GI Bill đó kêu là forever GI Bill, không bao giờ hết hạn. Mình có thể đi học hay là mình học sửa máy bay, hay mình học nail, học tóc cũng vẫn được trả suốt tiền suốt đời luôn. 60-70 tuổi vẫn đi học cũng được. Sau mình học trả tiền thẳng như cho trường đại học. Trời ơi, nếu mà chị biết cái chương trình này, chị đi lính chị sẽ cãi lời bố mẹ đi lính từ hồi học hai đi ra hai xu và lúc đó mình đâu có cái chương trình này đâu hả? Năm từ năm 78-79 đâu có chương trình này đâu. Mấy cái này mới. Right? Thành thử ra wow. Didn't you guys know I was almost enrolled in enlist to nhưng mà rốt cuộc bố mẹ không cho cái với lại mình nghĩ lại mình mà đi ra đường mình mà đi ra quân đội thấy con dán thôi là khỏi cần đầy đoại hết thưa ông tôi ở bộ này hết. Với những cái điều kiện rất là dễ như vậy thì tại sao các em không đưa ra những cái thông báo hoặc là những cái buổi để mà tường trình với lại cộng đồng của chúng ta nói riêng hai em. Thì giống như hôm nay em nói với chị là hôm nay là lần đầu tiên em đưa An lên rồi xong rồi khoảng chừng tháng 3, tháng 4 thì em sẽ làm một cái ngày chúng em sẽ làm một cái ngày workshop để mà mời An tới và những recruiter khác vào trong cái ngành nghề khác trong lính luôn. Tới để mình sẽ nói cho cộng đồng biết, cho con em chúng ta và cho quý vị phụ huynh biết để quý vị phụ huynh có thể là hướng dẫn con em mình vô. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái tin mà Julie rất là vui. Một cái tin mà phải nói rằng là nếu mà mình có được những cái nguồn tin này trước đây thì chắc chắn là cộng đồng Việt Nam mình nhiều quân đội, nhiều quân nhiều lính lắm. Và thấy các em, Julie sinh hoạt với các em cũng bao nhiêu năm rồi? 10 năm. Và thấy tinh thần các em rất là hăng hái trong công việc mà lo cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng cũng như những cộng đồng bạn nói chung. Và luôn luôn lúc nào cũng các em cũng hướng về lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, lá cờ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù là các em là những người quân đội của Mỹ cũng phải đi tuân theo những quân luật của Mỹ như là quý vị đã tham dự cái buổi mà gọi là cái gì nhỉ? Mình tự nhiên chị quên rồi. A day to give thanks dinner với lính, một buổi ăn với lính. Thì có những cái nghi lễ mà các em không có không được làm thì đúng hơn. Vì khi ngày nào các em còn là trong quân đội thì có những cái nghi lễ cổ truyền của chúng ta các em phải không không được
không được làm. Vì thế chúng tôi rất là mong là quý vị thông cảm cho các em nếu mà trong tương lai khi quý vị tham dự những cái chương trình của các em mà có những cái lễ đặc trưng của người Việt Nam mà chúng ta không thấy các em thực hiện, thì đó là những cái gì mà chúng tôi mong rằng quý vị sẽ hiểu và thông cảm cho các em. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.